Wow, cường con, cường gun, gun 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 gun, móc đi thơm, móc đi thơm, không thể tin được, có người đặt tên nó bựa đến mức độ này, móc đi thơm, nha, mấy bạn nha, móc đi thơm. Sư cu bên kia đặt tên kìa, tôi không biết đâu à, tôi có nói đâu, tên của sư cu đó đặt tên kìa, móc đi chơm, trẻo mình trẻo đấy, mình thử coi, thôi khỏi đi, nhiệt đi, thôi bớt đi, đừng có thử, thơm, khốn nạn, thơm cái gì? Nó thở không được luôn đi chứ thơm mạnh cái thứ gì đâu nó kêu thơm khốn nạn tại sao lại khốn nạn như vậy tại sao bạn lại đặt một cái tên để nó không thể nào mà nói lên được tất cả những cái gì mà tinh túy qua wow, ngũ khí siêu việt tuyệt đã quá trang phục chất chơi người dơi hay lắm thôi chào nói gì à đúng rồi hay lắm bạn bạn Ê, chào đi thơm ha. Chào đi thơm. Chào đi thơm. Thơm đúng không? Đừng vậy nãy giờ mình có lo cười không à? Tại bạn nào bạn bạn kêu mình kêu chào nó đấy mình chào nó cái mất con quái luôn đấy mất thời gian quá trời luôn tình hài móc đi thơm 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 nha không chúi nha quá hay một pha giết chết anh móc đít quá là tuyệt vời một pha giết chết anh móc đít một pha combat đã khiến anh móc đít chết nhân răng sau khi mà anh móc đít của mình thì anh ta đã hiểu một cái chết tức tưởi anh móc đít đang lao vào chuẩn bị tấn công Slim không anh ấy đã tấn công vị tướng AD rồi cái gì Duret à hai anh chị có vẻ rất là thân nhau một anh móc đít ấy qua wow, cục ra khốn nạn còn combo đau quá rồi sẽ ăn nắng chết luôn trời có đấy mà không biết được ra đâu vậy tôi đang cười mà cuối cùng nó làm tôi cười không nổi luôn rồi đó ê, ê, ngộ không ngộ không ngộ không ngộ không rồi chỉnh trị thế mà không chết con quái Wow, tem bạn gắt quá. Ok, mình thích tem bạn đấy. Từ từ cho anh ấy móc đít thơm đi, tí nữa anh sẽ thấy thúi ngay. Tí nữa này thì thơm, này thì thơm nè. Người ta gọi là thơm nè. Ra tầm kia đánh tốt quá.
Anh có cái thơm anh ta đang đứng đây. Này thì thơm này, thơm này, thơm. Vâng, anh ấy vừa được thơm. Anh ấy thơm phức, thơm lừng như củ gừng luôn. Bên nhảy. Anh vừa được móc đít thì người thơm lừng như củ gừng luôn. What the fuck? Con drone này. Chết mẹ không biết luôn á, fuck you. Rồi cái gì cuồn như con chuồn chuồn luôn. Cái con giòn này tí mình bị giết nó mới được. Cắt con nó cuối trận nó mạnh lắm mấy bạn, chỉ gọi là chắc phải tí để gọi là kêu gọi là ông giòn ông tới ông ấy gọi là sút sút cho phát chết luôn nhỉ. No, ngố khí giòn kìa mẹ. Vãi cả xin lỗi. Vãi cả sao lờ. Nhờ. Vãi cả xin lỗi. Này thì xin lỗi đây. Này thì thơm này. Này thì móc. Thơm. Ôi ơi. Hất tung rồi. Đâu rồi anh ơi. Anh ơi thơm ơi. Thơm ơi anh thơm. Thơm nè. Thơm lừng như củ gừng nè. Móc đít thơm lừng. Lưu thơm. Này thì thơm. Này thì thơm. Úi giời ơi. Rồi bạn đi đâu? Bạn hồi nãy bạn giết tớ đúng không? Hồi nãy bạn giết tớ đúng không? Mình vẫn còn nhớ cái mối thù. Ủa phóng kê thế. Thơm lừng luôn đấy chứ. Móc đi thơm lừng luôn. Mày đâu là tên vừa vãi lều ra. Hài vãi. Kìa zone bên dưới kìa ngổ khí. Zone kìa chơi nó. Này thì thơm thơm. Thơm lừng như củ gừng. Thơm lừng như củ gừng này. Liu. Này thì thơm. Đâu hả bạn? Bạn trẻ. Này thì solo. Này thì xin lỗi. Vâng, anh móc đít thơm, anh đang tấn công một vị. Đó chính là vị Violet em chúng ta. Này thì thơm này. Này thì móc thơm này. Thơm này. Thơm này. Thơm này. Thơm nè. Sau khi anh ấy móc đít thơm thì anh ấy đã lao vào giao tranh. Rất là đáng sợ. Này thì móc đi thơm thơm. Thơm 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 thơm. Này thì móc đi thơm. Ê, lưu. Cái đồ móc đi thơm. Thúi quắc. Cái gì không biết nữa. Anh ơi móc đi. Sau khi mà anh móc đi anh thì thơm. Anh ta đặt tên luôn. Úi giời ơi ngon. À, Zuka đòi ăn mình á. Rồi.
chết. Thầm lưng như của gừng luôn đấy chứ đùa. Tiêu mình cười vãi người biết tên. Ít thơm. Đồ ngốc. Đồ đi thơm. Buồn cười thế nhỉ. Đi thơm. Do nó cười liền. Ủa sao tôi đặt tiếp được móc đi thơm. Thầm lừng luôn đâu đùa đâu. Nó chi kia, nó gì kia mấy má, nó gì kia. Nói gì kìa, nói cái gì. Ê, đừng anh ơi. Em đang ngừng cười, mày cứ ngừng cười mà đầy đầm với người ta. Mong đi thơm, cái gì, thơm cái gì vậy. Thơm, ấy anh thơm. Chơi nó. Hư nè. Đâu rồi, anh mong đi. Ê, đi thơm. Nói gì vậy mấy má ơi. Nói chung gì. Buồn cười à. Tiếu rồi chứ. Mình kêu máu đi thơm nó còn cái gì. Hài gì. Lên giáp quân yếu quá hả. Đi thơm mà chả yếu. Tâm lưng như của gừng mà không yếu. Ê, thắng đi. Ui giời. Anh móc đi thơm. Chà, nó phát miếng vào tay. Ê, hết mana rồi kìa. Này thì đi thơm. Ê, hết máu. Ủa ôi, phóng hay thế mà không trúng kìa. Ô, anh đi thơm. Ôi trời, anh móc đít. Trời ơi, anh móc đít, anh vừa đã bị hạ gục. Bảy Slim. Ôi trời, tôi cười chết mất rồi. Thắng đi ha. Làm gì vậy? Sao thắng được không? Không có lính. Yes. Rồi thế nào ơi, bạn cứ gì. Bạn cứ nghĩ dễ dồn Slim lắm ấy, người ta xanh nhưng anh chưa bỏ này dồn sao được mà dồn. Yuka có lao được bằng mình đâu mà mình né. Kinh lắm. Đùa mấy cả ninja rùa nha. Hết mana rồi mấy anh ơi.
Ủa sao chết? Hello anh móng đít. Anh giờ còn thơm không? Thơm, thơm, thơm nè. Thơm nè. Thơm nè, thơm. Thơm quá mọi người ơi. Ơi, sợ anh ấy móc đít anh ấy thơm khổ chứ. Cay nhờ, gắt. Không thể tin được nó lại thơm đến thế. Ý bạn school bạn nói vậy á. Đắng lòng. Từng năm tháng vô tình vì người yêu rồi gian mình, có lúc con tim ta như lặng thinh,